Đây là con đường dẫn vào khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Resort Đại Lải Flamingo tại Vĩnh Phúc. Từ sân bay Nội Bài chúng ta di chuyển hết chừng 40 phút lái xe cho khoảng cách từ 25 đến 35 km. Nói như vậy để thấy rằng là sẽ có nhiều tuyến đường để dẫn tới Đại Lải, nhưng có một thực tế cho thấy rằng hệ thống giao thông dẫn vào Đại Lải Flamingo là chưa tốt, chưa xứng tầm với một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như thế này. Thậm chí với những ai lần đầu đặt chân tới đây sẽ còn nghi ngờ rằng là hay là Google đã chỉ đường sai. Đây là khu vực cổng chính để vào resort, nhưng có một điều khó hiểu là cổng này chỉ dành riêng cho khách du lịch, còn những nội dung công việc khác, thậm chí là công ty du lịch đi khảo sát như Easy Tour thì cũng buộc phải di chuyển qua hệ thống một loạt những cổng phụ khác. Và Flamingo có tới đâu đó 4 hay là 5 cổng phụ gì đấy. Chúng ta đang di chuyển vào khu vực vùng lõi của Flamingo, nhưng nội dung clip này chúng ta sẽ chỉ tham quan một phần trong tổng thể vô cùng rộng lớn, bao gồm là diện tích mặt nước và diện tích sử dụng mang tính chất tổng thể, mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ ghé qua một căn hộ trong tổng thể hàng trăm căn hộ hay là villa biệt thự mà Đại Lải Flamingo đang hoạt động. Cũng giống như nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng khác đang nở rộ trên toàn quốc, Flamingo cũng có nhiều phân khúc khách hàng và nhiều dịch vụ đính kèm như là dịch vụ trong ngày hay là dịch vụ qua đêm. Nếu là dịch vụ trong ngày, tức là chỉ phục vụ những đối tượng khách hàng chỉ đến và đi trong ngày. Với loại hình dịch vụ này sẽ có giá công bố từ 400.000 đến 750.000, bao gồm vé vào cổng cộng không bộ hành chính, dịch vụ tắm Chi Giang An Hàn Quốc hay là bể bơi chung của resort, và cũng tùy thuộc vào tình hình thực tế. Có thể resort sẽ vận hành bể bơi 4 mùa và mùa đông. Với dịch vụ trong ngày này cũng đã bao gồm dịch vụ xe điện để tham quan tổng thể khu du lịch theo những cung đường chính dẫn đến như là vườn treo, vườn hồng, container phòng tranh hay là khu vực vườn thông. Vé tham quan trong ngày cũng đã bao gồm vé vào cửa công viên Wonder Park rừng thông. Tóm lại là cũng tùy thuộc vào cái lựa chọn của du khách thì sẽ có những dịch vụ tương ứng đi kèm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghé thăm một căn hộ để cùng cảm nhận nếu sử dụng dịch vụ qua đêm tại đây thì chúng ta sẽ được hưởng những dịch vụ gì và giá thành như thế nào. Xin kính mời quý vị. Chị làm quản gia nhà này được lâu chưa chị? Chị làm được gần chục năm rồi. Gần 10 năm ở đây? Vâng, được 6-7 năm rồi. À, vâng. Thế Đại Lải này là đã hoạt động được bao nhiêu năm rồi chị nhỉ? Đại Lải này hoạt động hình như từ 10 năm 2013-14 gì đấy. 2013-14. Không rõ lắm. Vâng. Đấy, nhưng mà là chỉ những năm đấy là hoạt động. Vâng, cái là từng đấy năm là chị quản gia cái căn này luôn đấy. Vâng. Quản gia có nghĩa là chị làm những công việc gì ở đấy? Cô là chị chỉ có làm là tức là khách vào là chị giao phòng, xong khách ra thì chị lại dọn phòng. À. Đấy, xong nếu mà có khách thì lại chị chờ khách vào thì à, lại giao phòng cho. Tức là vừa là chủ nhà lại vừa là coi như là nhà mình luôn đấy. Vâng, vâng. Vâng, tức là chủ nhà người ta giao căn này cho chị. Vâng. Tức là chủ đầu tư là người ta mua căn này. Vâng, xong chủ biệt thự là mua căn này à, giao cho chị cái căn này. Vâng. Chị dọn dẹp. Vâng. Thế đây là lối vào, có mấy lối vào chị? Đây lối vào là vào cái cửa kính đây. À, chị vào cửa nó đi luôn lối này đi. Nhưng mà cái cửa này nó bị hỏng đấy. À. Bị hỏng đấy. À rồi 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 rồi, hôm nay thấy chủ nhà nói là gọi thợ rồi. Vâng. Vâng. Nhà này được ở được mấy người chị? Nhà này thường thường là vẫn ở hai người lớn. À. Mini hoặc là đi gia đình thì hai người lớn. Vâng. Hai vợ chồng như hai đứa con đấy. À, đâu đi vào trong là chị đi. Hoặc là lại mình lại đi được ba người lớn đấy. Vâng. Đó là ba người lớn. À đây gì, giường này là giường to. Vâng. Ôi giường này phải ngủ được nhiều. Vâng. Giường này phải ngủ được ba người lớn chị. Vâng, đấy, có lần cũng có ba người lớn đấy. Vâng. Thế là tiêu chuẩn chị vừa nói là cho hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Vâng, đấy, thường vâng. Là như thế, hoặc là một cặp. Vâng. Có lần thì lại ba người lớn. Vâng. 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 Tủ này có cái gì chị mở cho em xem nào. Tủ này á? Tủ đây này là tủ quần áo này. Mà lúc nãy không ấy là chị không. Tức là có tủ khách vào, khách để quần áo ấy. Vâng, tức là chị chưa dọn kịp đúng không? Không sao cả. Đấy, đang nhớ rồi. Có hai cái áo tắm ở đấy nữa. Vâng. Nhưng mà chị đi đem đi giặt rồi. Vâng. Đấy, còn bên này. À, đây là bồn tắm à? Bồn tắm trong này. À. Đấy, những thiết bị, những cái đầu này là để khăn tắm các thứ nhưng mà chị chưa đặt vào. Vâng. Khách đến thì chị mới đặt vào. Vâng. Đấy. Còn những cái này, sắp những cái đầu này là khách đến thì chị mới đặt vào. Vâng. Đây là tắm đứng này. Tắm bồn này, lavabo rửa mặt được có 2 chiếc. Thế còn ngoài kia là cái gì chị? Kia là ngoài nấu kia nướng à? Là khách mà yêu cầu muốn nấu nướng thì nấu ở ngoài đấy. À, tức là khách có thể tự nấu nướng ở đây. Vâng. Thế còn mua sắm đồ để nấu thì khách tự mua. Khách tự mua hoặc là có thể đặt chị được không? Có, cũng có thể đặt chị được. À. Nếu giả sử là chị đi chợ có xa không? Chị đi chợ cũng, nếu mà những cái bình thường ý, thì là chị đi chợ cũng gần, nếu mà những cái mà nó lạ lùng quá lại phải đi xa. Những cái nó khác nó ấy quá thì lại phải đi xa. Còn vâng. Những cái mình vẫn ăn bình thường
chẳng hạn thịt trâu, thịt bò, thịt gà, các thứ quanh quẩn đây thì nó cũng có. Vâng. 10 năm rồi chị làm quản gia, chị làm nhiều căn hay là riêng căn này? Chị làm, bây giờ chị làm 2 căn, chị mới làm thêm 1 căn. Thế kia ngoài kia em thấy có cái sen đứng ngoài kia nữa là tắm ở lộ thiên à? Tắm ở đấy. Chị bây giờ chị trồng cái cây hoa đấy thì là đâm ra nó trắng mất cái sen đấy tí. Vâng. Nhưng mà tắm ngoài đấy thì đàn ông không sao, nhưng phụ nữ tắm thì có sao không nhỉ? Sợ lộ. Ở ngoài người ta không nhìn thấy. Chắc chắn. Ngoài không nhìn đâu, bởi vì mình có nhìn được ra ngoài đâu. Vâng. Căn này mình cho khách lẻ thuê nhé, không nói giá lữ hành. Khách lẻ thuê là bao nhiêu chị? Cái này thì thường thường thì chị cũng không hay rõ lắm đâu, bởi vì khách đến lại hay kiểu cứ chuyển tiền cho chủ ấy. Vâng. Với chị Hương thì đấy, thì là chị không hay thu tiền, cũng không nắm bắt được mấy. Có lần thì có năm nó tùy theo thời điểm. Vâng. Thì nếu mà mùa đông không khéo là cũng phải 1,5 triệu trở lên là vào ngày thứ bảy chủ nhật. Vâng. Còn những ngày mùa hè này thì có lẽ ít phải 1 triệu. Thì cũng đâu có đắt đâu. Vâng, hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu hoặc là 1 triệu trở lên. Đấy. Vâng, vâng. Đó là vâng, như thế. Vâng. Vâng. Cũng rẻ mà. Còn những ngày lễ thì lại mấy triệu cũng có. Ngày lễ thì cũng đấy là chị cũng nghe thôi, còn chị cũng chẳng rõ nắm bắt được, bởi vì chị có thu tiền khách đâu. Ở đây có khoảng bao nhiêu căn chị? Ở cả cái đại lải này. Tất cả cái khu đại lải nhá. Vâng. Nó phải có nó chẳng mấy trăm căn. Mấy trăm căn cơ. Vâng, nhiều lắm. Vâng. Mỗi một khu là biết bao nhiêu căn rồi. Vâng. Vâng. Ok, cảm ơn chị.